Vâng, xin chào tất cả các bạn. Trước mắt Phan Bình là một bộ tiền lọc, một chiếc máy lọc ion kiềm của thương hiệu Zikuk. Và ở đây là cái bảng công dụng của lọc nước ion kiềm. Và trong video này chúng ta cùng tìm hiểu làm thế nào để sử dụng nước ion kiềm hiệu quả nhất với sức khỏe con người. Thì chúng ta phải biết rằng trẻ em bắt đầu từ 6 tuổi trở lên đến người trưởng thành, người già có thể sử dụng nước ion kiềm mỗi ngày. Và cái liều lượng người thì như thế nào? Chúng ta không giới hạn cái số lượng nạp vào cụ thể. Chúng ta có thể dùng theo thể trạng mà mình cần bổ sung lượng nước vào cơ thể để đủ khoáng chất, dưỡng chất để nạp cho cơ thể hiệu quả nhất. Máy lọc nước ion kiềm có thể tạo ra các cái nước có nồng độ pH khác nhau, từ đó phù hợp cho nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng, cụ thể là như sau. Nước có độ pH nhỏ hơn 5 là nước ion có tính axit mạnh, dùng để sát trùng, đặc biệt là diệt khuẩn. Nước ion kiềm có độ pH từ 5.5 đến 6.5 là nước ion kiềm axit nhẹ, dùng để chăm sóc da, giúp cân bằng độ pH và khe xít độ chân lông trên da. Nước có độ pH 7.0, đây là nước lọc tinh khiết, dùng để uống, pha sữa, nấu ăn. Nước có độ pH 7.0 đến 8. Bắt đầu từ độ pH này trở lên đã có tính kiềm. Đây là nồng độ phù hợp cho những ai bắt đầu làm quen với nước ion kiềm và có thể uống trong khoảng 1 tuần đầu tiên khi làm quen với loại nước ion kiềm. Nước có độ pH 8.5 đến 9. Sau khi làm quen với nước ion kiềm ở cấp độ 7.0 đến 8. Thì người dùng hãy tiếp tục uống nước ion kiềm với độ 8.5 đến 9.5 trong khoảng 2 đến 3 tuần tiếp theo. Nước ion kiềm có độ pH 9. đến 9.5. Đây là mức độ kiềm hoạt động tốt nhất. Nó có khả năng thải độc, giải độc và mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể, cho sức khỏe chúng ta. Nước có độ pH lớn hơn 10 với nồng độ pH này là pH cực cao. Nước ion kiềm loại này được dùng để rửa các loại trái cây nhằm loại bỏ các chất có thể gây hại cho sức khỏe cho người sử dụng. Và nó có trên bề mặt rau củ quả, trái cây, đó là các loại thuốc bảo vệ thực vật, thực phẩm. Chúng ta dùng nước pH trên 10 để ngâm rửa rau củ quả để ăn sống thì rất là tuyệt vời. Cái vấn đề hiệu quả thứ ba đó là thời điểm tốt nhất để chúng ta sử dụng. Dưới đây là một số gợi ý mà các bạn có thể tham khảo. Một mốc thời gian trong ngày để chúng ta có thể uống nước ion kiềm mang lại hiệu quả tốt nhất. Vào 7 giờ chúng ta uống một ly nước ion kiềm khi dạ dày còn trống rỗng, vì nó có tác dụng thanh lọc cơ thể, thúc đẩy quá trình hoạt động tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất và kích hoạt cơ quan. Vào 9 giờ sáng chúng ta tiếp tục bổ sung thêm một ly nước ion kiềm thứ hai, hoặc bạn có thể uống sau khi ăn sáng khoảng 1 tiếng là tuyệt vời. Vào 11:30 bạn có thể uống ly nước thứ ba trước khi ăn trưa khoảng 30 phút, sẽ giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn sau khi chúng ta ăn trưa. Vào 1:30 sau khi chúng ta ăn trưa và nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng thì bạn nên bổ sung thêm một ly nước ion kiềm để giúp cơ thể hấp thu được các chất dưỡng chất tốt hơn từ các thực phẩm. Và vào 15 giờ thì chúng ta uống thêm tiếp một ly nước ion kiềm sẽ giúp tăng cường khả năng tập trung để làm việc. Vào 17 giờ tức là 5 giờ chiều chúng ta sẽ uống nước ion kiềm một ly tiếp. Lúc này sẽ giúp bạn hạn chế tiêu thụ nhiều thức ăn vào buổi tối, rất là có lợi ích cho việc giảm cân. Và chúng ta sẽ uống một ly vào lúc 20 giờ sau khi chúng ta ăn tối xong khoảng 1 tiếng, sau đó chúng ta có thể uống một ly nước ion kiềm để giúp ổn định huyết áp. Và lúc 22 giờ trước khi chúng ta đi ngủ, bạn có thể uống nước ion kiềm để tránh được nguy cơ bị đau tim hay đột quỵ xảy ra. Đồng thời sẽ hỗ trợ cho quá trình tái tạo tế bào trong cơ thể thời gian mà bạn nằm ngủ hiệu quả nhất. Ở cái mốc thời gian này các bạn phải hiểu, chúng ta không phải phần cần phải chính xác tuyệt đối, chúng ta chỉ cần mức tương đối. Cho nên chúng ta chỉ căn cái lượng thời gian này so với đi ngủ, ăn và nghỉ
làm sao chúng ta chênh lệch từ 30 phút đến 1 tiếng là ok. Và vấn đề thứ tư, bao nhiêu nước yêu kiềm là đủ cho cơ thể chúng ta một ngày? Tùy vào cơ địa mỗi người mà chúng ta cần bổ sung lượng nước phù hợp. Lượng nước cần uống mỗi ngày phụ thuộc vào trọng lượng cơ thể và sự vận động của bạn. Nam giới nên uống 2,5 lít đến 3,7 lít mỗi ngày, nữ giới thì từ 2 đến 2,7 lít mỗi ngày. Con số này có thể cao hơn hoặc thấp hơn, nó tùy thuộc vào sức khỏe, tuổi tác, tần suất vận động hay là thời tiết nóng bức. Nước là thức uống giải khát, lành mạnh và phổ biến nhất, không thể thiếu cho mỗi con người chúng ta. Tuy nhiên, khi bạn uống nước yêu kiềm với người mới bắt đầu làm quen thì có thể uống ít hơn so với lượng nước cần được hỗ trợ bổ sung vào cơ thể. Rồi từ từ, chúng ta mới điều chỉnh lại cái lượng nước để chúng ta phù hợp hơn. Nếu mới bắt đầu uống nước yêu kiềm thì bạn nên làm quen với nồng độ pH 7.0 đến 8.0 trong khoảng 1 tuần. Sau đó, bạn chuyển sang uống nước yêu kiềm ở độ pH 8.5 đến 9. Thêm khoảng 2 đến 3 tuần sau đó, cuối cùng thì mới được sử dụng nước yêu kiềm ở độ pH 9.0 đến 9.5. Một lưu ý nhỏ rằng nước yêu kiềm có thể gây ra tác dụng phụ như là chúng ta thường phải đi tiểu thường xuyên vì nó đang trong cái quá trình thải độc cơ thể. Nước yêu kiềm sau khi đun sôi sẽ bị mất hết các khoáng chất và có thể là bị kết tụa. Vì thế, khi đun sôi nước kiềm thì sẽ không có tác dụng gì nữa hết mà nó trở thành một loại nước thông thường. Cho nên, khi chúng ta sử dụng tuyệt đối không nên đun sôi để có thể giữ nguyên vẹn khoáng chất có lợi trong nước. Chúng ta cùng đi tìm hiểu vấn đề thứ bảy là trẻ em có uống được nước yêu kiềm không? Trẻ em vẫn có thể uống nước yêu kiềm, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo an toàn. Trẻ em dưới 6 tuổi do chưa phát triển đầy đủ nên bố mẹ nên cho trẻ uống nước lọc chứa khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Tức là nếu mà chúng ta muốn cho trẻ em uống nước thì chúng ta, các bạn thấy có phần là nước uống. Ở đây nước uống này nó đủ khoáng chất, dưỡng chất nhưng nó không có tính kiềm. Cho nên chúng ta bấm vào đây là nước uống thì chúng ta có thể lấy cho trẻ em bình thường. Và bạn có thể tham khảo cái bảng chi tiết sau để biết thêm chi tiết về cách sử dụng nước yêu kiềm cho bé nhé. Thời điểm tốt nhất để sử dụng nước yêu kiềm là trong khoảng 15 phút sau khi lấy nước ra khỏi máy. Nếu bạn muốn đem nước đi học, đi làm hay đi chơi thì bạn nên sử dụng bình kín khí và đặc biệt là chống được tia UV của ánh nắng mặt trời. Vì khi chúng ta sử dụng loại bình này, có thể chúng ta bảo quản được nước trong vòng 24 giờ, hiệu quả về tính yêu kiềm. Tức là chúng ta sẽ không uống nước có độ pH dưới 7. Vì nước yêu kiềm mặc dù tốt cho sức khỏe, nhưng nếu độ pH dưới 7 thì tuyệt đối không nên uống. Vì lúc này nước đã có tính axit nên rất là có hại cho sức khỏe. Nước có tính axit chỉ nên dùng để rửa mặt và sát khuẩn. Nếu các bạn muốn thử nước, muốn kiểm tra nguồn nước, các bạn có thể liên hệ với Phan Thanh Vĩnh để Phan Thanh Vĩnh có thể tư vấn các bạn thử nguồn nước, kiểm tra độ pH cho nguồn nước của gia đình mình. Các bạn có thể gặp Phan Thanh Vĩnh, Phan Thanh Vĩnh sẽ giúp các bạn tìm hiểu rõ nguồn nước của mình có độ pH dưới 7 hay bằng 7 không nhé. Vì nếu mà độ pH dưới 7 thì nước có tính axit, nó rất là không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Vậy là Phan Thanh Vĩnh đã phân tích xong về cho các bạn biết cách sử dụng nguồn nước của cái máy lọc nước yêu kiềm, hiệu quả về thời gian, hiệu quả về độ tuổi, hiệu quả về cách dùng, cách bảo quản như thế nào rồi. Nếu các bạn thấy video của Phan Vĩnh hay, bổ ích thì đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để lại những ý kiến của mình ở phần bình luận. Hoặc các bạn nếu muốn một chiếc máy này cho những người thân yêu trong gia đình của mình thì có thể liên hệ với Phan Thanh Vĩnh. Phan Thanh Vĩnh sẽ cùng bạn đi giải đáp mọi thắc mắc, có thể giúp bạn có một chiếc máy tốt với giá cả thật là hợp lý để các bạn có thể đem đến cho gia đình mình một nguồn nước tuyệt vời nhất. Vâng, các bạn có thể liên hệ với Phan Thanh Vĩnh ở phần bình luận của video. Vâng.
Vâng, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn đã xem video này.